Xin chào tất cả quý hàng nha. Ngay ngày hôm nay thì Trọng Thơ sẽ review một bất động sản cách quốc lộ 14 chỉ 2 km, và đây là quốc lộ 14, chúng ta chạy vào đường tỉnh nha cả nhà. Đây là trục DT756C, chạy thẳng hướng này chúng ta sẽ là khu công nghiệp Minh Hưng rồi, và từ đây chúng ta chạy vào trường Nguyễn Bình Khiêm chỉ 800m nha, trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm. Chạy trục 756 này vào 2 km là tới vị trí đất của chúng ta. Vị trí đất của chúng ta là có diện tích ngang 5 sâu cho 28, thổ cư 100m. Và đây là trường học rồi nha cả nhà. Đây là trường học Nguyễn Bình Khiêm ạ. Rất là đông, và khu vực này thì quán xá để phục vụ cho nhu cầu ăn học của học sinh, bán cho học sinh, nước này kia rất là đông đúc rồi. Và chạy theo trục đường 756 này từ trường Nguyễn Bình Khiêm này, chúng ta chạy vào 1 km thôi nha, là tới vị trí đất mà Trọng Thơ đang muốn gửi tới toàn thể quý hàng đây. Và chúng ta chạy từ Nguyễn Bình Khiêm vào 500m để chúng ta gặp cái công ty này ạ. Đấy là một công ty về sản xuất về ván ép. Qua công ty khoảng 100m là chúng ta rẽ trái, 150m nữa là tới vị trí đất. Vị trí đất của chúng ta là có diện tích ngang 5 sâu cho 28, thổ cư 100m, và chúng ta được xây dựng thoải mái tự do nha. Đấy, hiện tại nó có điện, có nước, dân cư đã sống rất là đông rồi. À, và cách trường học chỉ 1 km thôi, cách quốc lộ 14 chỉ 2 km. Và ngay ngã ba này rẽ trái vào 150m là tới vị trí đất của chúng ta. Đấy, liên hệ ngay cho Trọng Thơ để chúng ta xem sổ này, có vị trí và chúng ta chốt nhanh cái vị trí này nhé. Duy nhất hai nền ngay ngày hôm nay thôi ạ. Và vị trí đất của chúng ta sẽ nằm bên tay trái nha cả nhà. Đấy, nằm bên trái là những cái vị trí đất này, thì ở đây chỉ có 2 lô thôi. Đó, và vị trí mà Trọng Thơ muốn gửi tới toàn thể quý hàng là nằm đối diện căn nhà nhé. Rồi Trọng Thơ sẽ chạy chút xíu nữa sẽ tới căn nhà. Đấy, công ty hoạt động. Đấy, trước mặt chúng ta là một căn nhà. Đây ạ, cái tường gạch đây ạ. Và đối diện tường gạch này là vị trí đất. Liên hệ ngay cho Trọng Thơ để sở hữu vị trí đất này nhé. Đấy, Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau.